Chào anh em và các bạn xem video nhé. Vừa nãy mình cùng ông anh ra đây nhìn thấy cây này hơi lạ, cho nên mình quay lại cùng anh em xem. Rồi chúng đưa ra những phân tích thử xem tại sao cái cây này, cái chùm này nó lại như vậy. Thì theo ý kiến của mình không biết có đúng không? Thì anh em cứ thử suy nghĩ và đưa ra ý kiến của riêng mình nhé. Thứ nhất, như chúng ta đều biết đấy, cái vải của mình nó ra hoa ấy, vải sớm, vải thanh hà, vải dị cũng thế, vải thiều cũng thế. Thông thường những đợt hoa ấy, mà nó ra nó không may đúng thời gian, ví dụ như mỗi năm ấy, cái vải ra sớm ấy, hoa rất dài và đẹp, để trồng hoa rất dài và đẹp ấy, nghĩa là hoa ra sớm trắng xóa, như sau khi mà trời nở hoa mà không may bén một trận trời mưa, ví dụ như vải thanh hà hôm nọ ấy, cách đây 2 tuần đấy, đúng 2 tuần, thứ chủ nhật, thứ hai, thứ ba mà trời mưa, sau khi mưa xong thì nó chút hết, không còn quả nữa, rụng sạch. Thì theo mình nghĩ thì có thể là do vải mình là chế độ chăm sóc nó chưa được tốt, chất dinh dưỡng trong cây nó còn ít, cho nên là cố nó ra sau một lượt hoa. Nhưng nếu may mắn mà đúng thời tiết đẹp, khô ráo thì lượt hoa đấy đậu hoa đậu quả, ra hoa đậu quả tốt thì sẽ cho năng suất. Tuy nhiên không may gặp những thời tiết mà nó mưa ẩm ướt, đúng lúc nó thụ phấn mà ong động vật, tóm lại thụ phấn được, trời nó ẩm ướt, phấn nó không thụ vào nhụy được, thì có thể là qua mưa thì nó sẽ rụng hết quả, những quả vì không thụ phấn được. Còn trường hợp thứ hai là cũng ra hoa, cũng bị rụng hết hoa, tuy nhiên là chất dưỡng trong cây nó nhiều thì có thể nó ra thêm một lứa hoa vét, tức là hoa sau ấy. Đấy. Tức là thông thường mình phải ra thêm một lứa nữa mà. Tức là khi nó đã rụng hết hoa, cả hoa đực, hoa cái, thì nó có thể ra thêm một lượt hoa nữa. Và như các bạn đã biết, nhiều khi là mình thấy vải mình nó rụng hết hoa rồi, nó chỉ một tí trắng thôi, như ong mới đến độ phấn, chính là ra những lượt hoa thứ hai. Tức là sau khi nó rụng hết hoa lượt đầu nhé, và nó ra thêm lứa hoa thứ hai. Có nghĩa là lượt thứ nhất nó nở mà không may nó gặp thời tiết bất lợi mà nó rụng hết luôn, đấy là chất dinh dưỡng trong cây có thể nó ít và nó không còn ra hoa nữa, coi như là mất mùa. Còn nếu như cây mà bón nhiều, chăm sóc tốt, nó chất dinh dưỡng nó nhiều, sau khi nó rụng hết lứa đầu tiên thì nó có thể ra thêm lứa thứ hai. Những cây này là trường hợp là có cả mấy lứa quả. Cái lứa đầu tiên đây, nhìn nha, quả to to, để ra tiếp lứa thứ hai, quả bé bé. Vậy trong một cây này có thể có 2 lứa quả, một lứa đầu và lứa thứ hai. Còn nguyên nhân tại sao thì mình đoán như thế này. Thì như mình vừa nói ấy, nếu mình chăm sóc không tốt, hoa nở sớm, hoa dài, hoa đẹp, nở trắng xóa, chĩu cả cành, cả cây. Nhưng sau khi nở hoa và gặp thời tiết bất lợi thì nó rụng hết hoa và trơ lại như cái chổi ấy. Đấy, vậy là mất mùa, không còn hoa nữa, không ra được. Trường hợp thứ hai là sau khi nó rụng hết lứa hoa đầu tiên thì nó ra tiếp một lứa hoa thứ hai, vậy là được hoa thứ hai. Đây, còn cây này nó vừa hoa đầu tiên, có lứa hoa đầu tiên, xong lại có lứa hoa thứ hai, tức là có 2 lượt quả. Thì theo mình nghĩ là do mình bón phân, phun thuốc, chăm sóc nó chu đáo, cẩn thận, cho nên nó ra được cả 2 lượt. Tuy nhiên theo mình nghĩ thì không thể đậu được 2 lượt này nhé. Đậu 2 lượt này sau nó chín lên rồi, nó cái thì chín, cái thì xanh thì chăm sóc nào. Tuy nhiên nó rụng nhé, sai hàng cục đây. Tuy nhiên có thể là sau nó sẽ chút. Cái lượt thứ hai này sẽ chút. Đây, chùm này ngắn nhé, mình cho một số chùm khá dài cho bạn xem. Và đưa ra những ý kiến, nhận xét, bình luận cũng như là phân tích thử. Còn mình nghĩ như vậy không biết đúng không? Đây, đây là cây vải u hồng. 2 lượt quả. Một lượt thì bằng cái đầu đũa to rồi. Lượt thứ hai bằng hạt đỗ xanh. Đây, chùm hoa đây. Hai chùm quả đây. Hai chùm này khá rõ. Nhìn trời hơi tối đúng không? Vì bây giờ hôm nay là ngày thứ hai, ngày mùng 1 tháng 4. Ngày 27 tháng 2 năm 2019. Hôm qua mình vừa làm một video nói về việc chăm sóc bón phân chu đáo, vải sẽ không mất mùa. Ngày qua đây mình càng rút ra cái luận chính xác hơn. Nếu mình chăm sóc thật chu đáo thì gần như vải nó sẽ đỡ mất mùa hơn.
Còn thời tiết nó khắc nghiệt, ví dụ mưa nhiều, nắng nhiều hoặc là nắng nóng nó không ra được hoa. Tuy nhiên mà nó khi nó một cây vải nó khỏe, nó mạnh, chất dinh dưỡng nó nhiều, sức chống chịu sâu bệnh nó tốt thì ảnh hưởng thời tiết nó ít hơn. Đây, ví dụ cụ thể cây vải này. Đấy, các bạn đưa ra nhận xét cho mình nha, em có vài ý kiến mình đúng không? Đấy. Đúng không? Lượt quả thứ nhất to bằng cái đầu đũa, lượt thứ hai bằng cái hạt đỏ xanh. Cái video nó còn ngắn, mình quay nốt mấy cái chùm vải bên này. Đây vải thiều nhà mình đây. Vải thiều này to phết rồi nha. Vải thiều này bằng hạt đỗ tương rồi. À, những cây mà mình bảo qua làm chiếc cây cảnh đây, lồm cồm nhất vườn này. Đây, các bạn xem. Hơi chói. Đây, chùm u hồng. Còn bên này thì như mình nói từ cái video trước, mình không dài quá bây giờ chưa cuộn này. Tiếp đi. Đây, một chùm bên này khá to đây. Này, vải thiều nhé, các bạn so sánh ngón tay mình này. Đó. Bằng hạt đậu tương đấy. Chùm trong gốc đấy. Thôi, mình thấy lạ thì mình quay lại thôi. Cho nó anh em cùng nhau tham khảo và đưa ra những cái chính kiến của mình, những dự đoán phỏng đoán của mình, để sau này mình có những cách làm cho nó hợp lý hơn. Thôi, chào anh em nhé. Cảm ơn anh em và các bạn xem video của mình. Xin chân trọng cảm ơn. Mình tắt video tại đây.